À, bà con hôm nay thì thấy có bán mũ chén á, thấy quay chia sẻ cho bà con đây là cái phiếu ngày 30. Cái phiếu này là phiếu ngày 30 tháng 3. Còn phiếu này phiếu ngày hôm nay, cái phiếu này là ngày hôm nay là 31 tháng 3 nào không? Thì qua là 9 ký rưỡi. Cạo đến đông á, thế cũng chia sẻ với bà con á. Đến đông á thì bán được là 14.500 đồng ha. Cái địa điểm là đối diện với công ty cao su Sông Bé thuộc Minh Thành, thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ha. Đó thì cô ở đây cổ thu mua và cổ cũng ghi phiếu luôn, thế tiện chia sẻ cho bà con. Thì 9 ký rưỡi nè, 14 14.500 trên ký thì được 137. Ngày hôm nay thì mới nãy thì được 11 ký nè, giá là 14.500 đồng và bán được 159.000 đồng hả bà con. Thì thấy cũng chia sẻ mấy hôm nay cứ mưa hoài nên chưa có mũ nước để bán, thì thấy có bán được mũ chén để chia sẻ với bà con. Cũng hy vọng bà con ở các nơi mà có đang thạo mũ hành lý hay là nhà vườn bán được giá bao nhiêu, bà con cũng chia sẻ để thấy có những thông tin cũng như là tất cả bà con ngành cao su cũng được nắm giá ha. Rồi thấy xin kết thúc video ở đây.